Chào các bác nhé, chào tất cả mọi người đã quay trở lại kênh của em. Thì hôm nay em đang vệ sinh hai cái máy dao cạo râu bác nhé, Panasonic này, này này ST23 nhé, đấy em màu đỏ khá là đẹp bác nhé, đấy. Đấy, đang vệ sinh, đây này, bác nhìn thấy chưa? Đấy, pin neon nhá, em sản xuất vào năm 2012, đây này, có đế sạc các bác nhá, đế sạc, thì cái đế này ấy, nó sạc như thế thì nó tiện một cái là khi bác dùng xong bác chỉ cài đây thôi đấy là nó sạc, nhưng mà cái này nó sẽ không có cái chân sạc nữa nhá, tại vì nó đã làm đế rồi thì nó bỏ chân sạc, bình thường những con kia nó sẽ có chân sạc ở đây đấy. Riêng cái model dòng này thì nó bỏ, nó sạc như thế này đấy, rất là tiện khi bác dùng xong bác để như này đấy. Đây hai con, một con đen và một con đỏ nhá, đấy, con đỏ thì nó mới hơn, cũng là 2012 thôi đấy. Rất là thích lấy đen này lấy, mà thích lấy đỏ này lấy. Em đang vệ sinh thì nó đều có cái chụp này hay các bác nhá. Đấy, cho chụp này, lưỡi đây này, lưỡi của nó đây nhá bác nhá. Đấy, lưỡi này em đang ngâm cồn nhá. Đây này. Đấy, cồn 90 độ. Đấy, cồn y tế đấy. Đây này, em xịt nước nóng xong rồi em ngâm bằng cồn để cho nó tẩy trùng đi, sạch sẽ đi. Đấy. Đây, con này em cũng đang vệ sinh. Thì em vệ sinh thì bằng cái máy nước nóng, còn bác không có thì bác có thể dùng bằng cái chổi thôi. Đấy, bác xịt cồn và bác lấy cái bàn chải răng bác chải. Đấy. Thì vệ sinh ấy, thì nó cũng đơn giản thôi. Đấy, chẳng hạn như những cái con như thế này này. Đấy, bác tháo cái chụp lưới của nó ra. Cái chụp lưới của nó như thế này này. Đây thì em giới thiệu các bác dùng như thế này cho nó. Đấy, bác nắp vào như thế này. Đấy, bác bấm vào hai bên này này. Đấy, bấm cái nó nhảy ra. Đấy, bác xịt cồn vào đây này. Đấy, cho nó giã bớt ra, chẳng hạn như là bác cạo thời gian rồi nó sẽ bẩn. Đấy, nó sẽ có những cái bụi bám vào đây, dâu với cả các cứ bám vào đây rất là nhiều. Đấy, sau này nó sẽ bẩn, nó bám vào. Thì bác lấy cái chổi ấy, lấy cái chổi nông nhỏ nhỏ ấy, bác quét cho nó sạch đi. Cái này các bác có thể rút ra được nhá. Đấy, rút ra được. Đó. Rất là dễ thôi. Em vệ sinh thì em vệ sinh bằng cái máy này. Đấy, cái máy của em thì em sử dụng cái máy nước nóng như thế này. Đấy. Thì bác không có thì bác vệ sinh bằng cồn thôi. Em vệ sinh cái này thì nó sẽ nhanh. Đấy. Còn bác dùng thường xuyên thì ngày nào bác mỗi lần bác xịt xong bác vệ sinh thì cũng không cần vệ sinh giống như em. Chẳng qua đây là mua cái này mua lại hàng thì nó người ta dùng người ta bỏ lâu rồi ấy. Đấy thì mình vệ sinh cho nó kỹ. Còn khi bác mua lại máy của em vệ sinh rồi thì không cần nữa các bác nhé. Bác chỉ cần lâu lâu bác lấy cồn bác lau chùi tí tiệt trùng cho sạch thôi. Đấy, chứ không phải vệ sinh giống như này, tại vì em đã vệ sinh sạch sẽ hết rồi. Cái máy này nó hơi nước nóng của nó áp lực rất là cao. Đấy. Nó thổi bay hết tất cả những cái đất với cả những cái bám bẩn ở trong này ra hết. Đấy. Nó sạch sẽ hết rồi. Về đến tay các bác là máy nó đã sạch hết rồi bác nhé. Bác chỉ cần mỗi lần bác cạo dây dâu xong thì bác chỉ cần lau sơ lấy cái chổi quét tí là nó bay hết bụi rồi, nó không còn bụi nữa. Cái máy này thì nó chống nước các bác nhé, nên là yên tâm, máy này nó chống nước. Model này mấy cái hàng đời cao về sau thì nó đều chống nước hết, nó cạo được cả dấu ướt nhé. Nghĩa là mình cạo bằng kem ấy, kem bằng răng ấy. Là khi nó có kem cạo dâu á, mình bôi vào cho nó mềm dâu để cạo ấy. Tại vì có bác nhiều bác dâu nhiều ấy thì dùng cái máy đó cạo mới được. Mình dùng cái kem nhất cạo để cho nó đỡ rát, thứ hai nữa để cho nó mềm râu, thấy không? Cạo cho nó dễ. Thì bác không có cái máy này thì bác vệ sinh bằng cồn thôi bác nhé, đấy, đơn giản thôi, không có gì hết. Em có máy này thì em vệ sinh nó ấy hơn. Thì cái công việc của em thì như thế thì em vệ sinh bằng cái máy này nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều. Đấy, bác nhìn thấy không? Đấy, còn máy cạo râu đã sạch rồi. Đó, đơn giản thôi các bác. Đó, không có khó khăn gì đối với em, còn đối với các bác thì em có nói rồi đó. Thì mình cứ cạo xong cái là mình vệ sinh ngay thì nó sẽ không có bám bẩn được vào. Đấy. Còn mình để càng lâu thì nó bám càng bẩn, thế thôi. Nó đơn giản. Thì người ta gọi là của bền tại người. Cứ dùng xong là bỏ đó thì nó cũng sẽ nhanh hư thôi. Thằng cạo em vệ sinh này nó rất nhanh lắm đó. Tại vì em xịt bằng hơi nước nóng mà nó làm rất là nhanh.
và mình sẽ ngâm qua cồn 90 độ đấy, để nó tiệt trùng lưỡi dao rồi đi. Thế một cái xin thưa các bác là một cái lưỡi dao như thế này ấy, bác mua ấy, thì là một bộ lưỡi nhá, nó bán lưỡi không cũng có mà một lưỡi cả lưới cũng có, một bộ tầm 1,2,3 triệu ấy, một bộ lưỡi này, này. Đấy. Hàng mới của nó đó, nhưng là nó cũng không có rẻ đâu. Đây em bán cả cái con dao này thì là người ta xài rồi ấy. Đấy, dùng qua rồi thì nó rẻ hơn, ra là cái 1,3 triệu con, 1,2 triệu con thôi. Đấy. Nói chung là chỉ bằng cái bộ lưỡi dao thôi. Máy đấy, còn rất là đẹp đó nhá, màu đỏ đấy. Em thì xịt hết tất cả được ngóc ngách hết nhé, tại vì cái máy này nó xịt vào những cái lỗ được, mà nó dùng bằng nước nóng áp lực nữa nên là nó rất là nhanh. Đấy, cái bộ lưỡi dao nó nhìn đơn giản thế này thôi mà hơn 1,2 triệu bộ, gồm cả cái lưới ngoài các bác nhé, cái lưới bên ngoài của nó đó. Thì cái này nó có cái chụp lưỡi rồi, thì nếu may mà có rớt thì nó không có sao, còn nếu mà bác mà rớt cái lưới này này đấy, nó bác nó mà cắm xuống dưới đất nó móp lưới là hư nhá, coi như con này rách là vứt bỏ rồi. Đấy, mặc dù bên này vẫn còn nhưng mà bên này hư rồi, bác đưa dao đây nó cạo đứt dao luôn các bác nhá. Đấy, nên là lưu ý cái lưỡi dao nó rất là quan trọng, cái lưới bên ngoài ấy, lưỡi dao nó nằm bên trong cái lưới, cái lưới bên ngoài mà hư thì là bỏ luôn cả đôi lưỡi dao luôn rồi. Đấy. Thế là những cái dao xài rồi bác nhá, 1,3 triệu một con. À, 2 con thôi các bác nhé, một con đỏ một con đen. Còn bác nào muốn mua mới thì đây, đây là mới đấy, con Slim nhé, 2,2 triệu nhé, 3 jun, hàng mới luôn nhé, chưa qua sử dụng. Cái này sản xuất tại Đức các bác nhé, Slim này đấy, sản xuất tại Đức, mới tinh luôn, chưa sử dụng đấy, dành cho bác nào thích hàng mới nhé. Ok các bác nhé, thank you, chào các bác.